Kênh điện tử Giao Phát xin chào anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ đến vườn mít của chị Tươi ở Vĩnh Long để chúng ta giao cho chị một cái cân sàng dốc mít cho chị nha. Kênh điện tử Giao Phát cũng muốn chia sẻ lại với anh chị về đặc điểm nổi bật của dòng cân điện tử cân sàng dốc mít này. Nghĩa là cái dòng cân này nó được thiết kế riêng cho cân mít anh chị nha. Cân sàng điện tử có dốc hai bên, cho nên là anh chị kéo lên cái bộ mít hay cái xe mít lên rất là dễ dàng. Và một đặc điểm nổi bật là cái mặt sàng của cái dòng cân này nó thấp nhất, thấp hơn cả tất cả các dòng cân khác trên thị trường. Cho nên anh chị cứ kéo cái bộ mít 200kg, 300kg lên nhẹ nhàng lắm anh chị nha. Đầu tiên là mình sắp đặt cái cân nó êm hết rồi ha. Thì mình bấm cái nút khởi động phía sau lưng cái đầu cân này nè, bấm một cái rồi chờ nó khởi động ha. Chờ nó khởi động xong hết rồi bắt đầu mình âm bộ thôi. Nó chạy về không á vậy? Rồi, chạy về không. Anh ơi, cho cái bộ trong lên giùm em với. Không, cái bộ này. Trong cái trước. Cái bộ trong đây. Cái bộ của mình là hai bánh sóng, bốn bánh sóng, hai bánh chết nha. Anh đi giờ lên luôn đi anh. Rồi mình âm cái bội nè. Mình âm cái bội, bấm cái phím ta ra là âm bội. Bấm một cái. Rồi, anh kéo bộ công xuống đi anh. Để nó sẽ tự động nó âm cái bội là 42kg. Rồi bây giờ anh kéo cái bội mít lên giùm em, anh cân giùm em với. Tại vì tất cả cái bội này giống nhau hết rồi, nó bằng ký nhau á. Rồi, vậy là trọng lượng mà mít á, nó chỉ có 260kg thôi, chứ nó không hiện thì nó không có cộng, không có tính cái bội nữa. Rồi trừ rồi đó. Rồi là 260kg. Dạ. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi anh chị ạ. Chúng ta đã vừa xem qua cân điện tử cân mít ở vườn mít của chị Tươi ở Vĩnh Long anh chị ha. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích và mình cần sử dụng nó, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909899833, thì kênh tự Giao Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.